Xin chào các anh em đam mê đồng hồ. Như vậy là Black Friday năm nay đã đến rất gần rồi. Đây cũng chính là dịp mà anh em có thể săn đón được những chiếc đồng hồ chính hãng với đầy đủ những tiêu chí như sang trọng, thanh lịch và đặc biệt là có mức giá rất sốc khi mua hàng tại Đồng Hồ Duy Anh. Và trong video này thì Danh Hùng sẽ mang đến cho các bạn 3 mẫu đồng hồ gây ấn tượng đặc biệt trong dịp này. Và hãy nhớ rằng khi mua hàng tại Đồng Hồ Duy Anh, chúng ta sẽ nhận được những mức ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng với tôi tìm hiểu xem 3 mẫu đồng hồ này đặc biệt như thế nào. Chiếc đầu tiên là mẫu đồng hồ dây da màu đen có tên là Cardino C4485-2 với vẻ đẹp khoáng đạt đầy nam tính, có kết cấu chắc chắn, mạnh mẽ, vỏ bằng thép không gỉ 316L, mặt kính sapphire chống xước và đường kính là 40,5mm. Dây da dày dặn nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái và mềm mại khi đeo. Mức chịu nước phù hợp cho mẫu đồng hồ mang phong cách cổ điển này là 50m. C4485-2 là một chiếc đồng hồ tiêu chuẩn Swiss Made, sở hữu một thiết kế độc đáo, riêng có và Danh Hùng chắc chắn rằng bạn khó có thể tìm được chiếc thứ hai. Chiếc đồng hồ này có giá niêm yết là 9.540.000 đồng và sẽ được giảm giá sốc trong chương trình Black Friday 2018. Và các bạn có thể xem mức giá khuyến mãi chi tiết trên đồnghohoduyanh.com nhé. Đến với mẫu đồng hồ thứ hai, cũng là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đích thực, thuộc vào bộ sưu tập Calvin Klein City, mẫu đồng hồ Chronograph K2G27143, tiêu biểu cho những bạn trẻ theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại, đúng như tinh thần của thương hiệu thời trang hàng đầu nước Mỹ. Nổi tiếng với độ chính xác và tinh xảo nhờ được sản xuất bởi Swatch Group, tập đoàn đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ, Calvin Klein City có vỏ và dây được làm bằng thép không gỉ 316L, màu trắng bạc, kết hợp với thiết kế mặt số màu đen cuốn hút. Đường kính 43mm phù hợp với những ai có cổ tay lớn, yêu thích thể thao, năng động. Hiện tại, chiếc K2G27143 này có giá niêm yết chính hãng là 9.320.000 đồng. Còn mức giá khuyến mãi nhân dịp Black Friday 2018, các bạn hãy cập nhật trên đồnghohoduyanh.com trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện. Và cuối cùng, một chiếc đồng hồ cực kỳ cá tính với một phong cách tương đối bụi bặm, đó chính là Skagen SKW6367. Skagen là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ Đan Mạch với triết lý kinh doanh là luôn tạo ra những sản phẩm có thiết kế đẹp, độc đáo, chất lượng tốt với mức giá hợp lý. SKW6367 sở hữu phong cách tối giản với kích thước đồng hồ 40,5mm, mặt tròn, nam tính, các vạch số với kiểu thiết kế mỏng tinh tế trên mặt số với tông màu đen mạnh mẽ, phối cùng dây đeo bằng vải tông màu be tạo nên sự trẻ trung năng động cho người đeo. Với giá niêm yết chỉ có 3.140.000 đồng lại được giảm giá hấp dẫn nhân dịp Black Friday. Mức giá cụ thể các bạn hãy theo dõi trên đồnghohoduyanh.com trong thời gian sự kiện từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 này. Ngoài ra, khi mua những sản phẩm tại Duy Anh Watch, chiếc đồng hồ của bạn sẽ được miễn phí thay pin trọn đời, miễn phí đánh bóng kính cứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua, tặng ngay một dây da ZRC trong trường hợp dây da nguyên bản bị hỏng hóc. Bên cạnh đó, đồng hồ Duy Anh cũng sẽ bảo hành cho cỗ máy đồng hồ của bạn trong vòng 5 năm kể từ ngày mua hàng, hoàn toàn miễn phí công lắp đặt, sửa chữa, căn chỉnh nhanh chậm, kiểm tra vào nước, giao trả đồng hồ bảo hành. Hy vọng rằng với những chính sách bảo hành cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng như trên, quý vị sẽ hoàn toàn cảm thấy yên tâm khi mua đồng hồ chính hãng tại Duy Anh Watch. Đừng quên like, share và ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!